Hi. Chào chị. Hi Kinh. Hôm nay chị đến đi ra Entertainment để làm gì? Hôm nay là không phải riêng mình Duy Phụng mà tất cả các ca sĩ trung tâm Asia đang quay. Đây là ngày đầu tiên quay cho chương trình của đài truyền hình phối hợp với trung tâm Asia với chủ đề là DVD, với chủ đề là vùng ca sĩ Việt. Cho nên Duy Phụng hôm nay đến đây là Duy Phụng hát mở màn đầu tiên, mở hàng đầu tiên cho cái ngày hôm nay quay. Vậy lúc này chị lên đầu tiên chị có nervous không? Không, chắc không có, tại vì đã chuẩn bị sẵn trước rồi. Nhưng mà chỉ có điều là vui thôi, vui là tại vì cái bài của mình rất là tròn. Chỉ một lần một thôi là anh Hồ cho mua ra chỗ khác. Bài của chị là một nhạc phẩm mà Y Phụng nghĩ là rất là nổi tiếng. Nhưng mà đối với thế hệ của Y Phụng thì đây là lần đầu tiên Y Phụng được nghe và được giao bài hát này. Đó là một sáng tác của bác Y Vân. Bài hát được mang tên là Anh Về Thủ Đô, mà bài hát rất là hay, ca ngợi về các chú lính Việt Nam Cộng Hòa, nói về những người lính đã hy sinh cho thế hệ Cộng Hòa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hy vọng rằng sẽ gặp nhiều các bạn được nhiều hơn nữa trên các YouTube và các chương trình của SBT.